Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình vẫn đang ngồi trên con Lắc A của mình và bây giờ là hơn hơn 3 năm rồi mọi người ạ. Hơn 3 năm 3 năm vừa qua thì trôi qua cũng rất là nhanh. Đối với mình thì Lắc A luôn là một cái gì đấy mà nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là an toàn mọi người ạ. Ngày xưa mình cũng chỉ phải bỏ ra có hơn 600 triệu một tí thôi là mình mua được con Lắc A này rồi. Đối với mình thì cái giá hơn 600 triệu để bỏ ra để mua con xe này nó vẫn rất là hời mọi người ạ. Đến bây giờ nhá, đến bây giờ mà xe nó vẫn chỉ loanh quanh 570 đến 600 thì mình không nói là ví dụ nhá, nhiều anh em mà mua xe mới ấy, thì sẽ rất là hụt hẫng, tại vì lúc đấy mua xe mới nó phải rơi vào tầm 900 triệu. Sau cái khoảng mà mình mua ấy, cái lúc mà mình mua ấy thì nó bị cắt xe xong rồi bị dừng sản xuất đấy mọi người, nên là xe nó tụt. Và tụt thì lúc đấy mình mua mình cái chiếc xe này mình cũng chỉ mua lại thôi, mình mua lại của một bạn thì đấy, nên là đến bây giờ giá của nó vẫn như vậy. Nói chung là mọi người chơi với VinFast ấy thì cái giá của nó cứ lên xuống ấy, nhiều khi không kiểm soát được mọi người ạ. Thực sự là không kiểm soát được. Có bạn nào hên thì có thể có lời nhá, mua xe mà còn có lời. Còn bạn nào mà không hên thì có thể là bị lỗ, lỗ cũng khá là nhiều. Nhưng mà đi xe mà, mình không nên tính toán là lỗ nhiều hay là lỗ ít. Xe lỗ nhiều thì nếu mà xe lỗ nhiều mọi người, mình nghĩ VinFast nó cũng chẳng kém như cái đội Mazda đâu. Bên Mazda nó cũng mất giá cũng chẳng kém gì. Ngày trước mình đi CX-5 này, mình đi Mazda 3 này, đi Mazda 6 này, nó cũng mất giá như thế mọi người ạ. Nó chẳng bị khai tử nhưng mà nó cũng mất giá y hệt như vậy. Nên nó du di chỉ tầm 3-4% thôi. Chứ mình thấy ngày trước nhá, mình mua con CX-5 nhé, mình mua mới là 1 tỷ 1, xong mình bán đi hơn 1 năm sau, mình bán đi được 730 hay là 740 triệu ấy. Thì các bạn nghĩ là một năm sau nó đã mất giá như thế cơ mà. Đến thời điểm hiện tại thì xe mới hay là xe cũ thì xe nào chẳng vậy. Mọi người mua xe cũ thì nó sẽ tốn đỡ mất cái khấu hao của một năm đầu. Còn đâu mà mua xe mới thì đương nhiên rồi, nó sẽ có khấu hao chứ. Còn với mình nhá, có tiền thì mọi người cứ ra mua xe mới thôi, không nên mua xe cũ làm gì cả. Nó mua xe mới nó vẫn rất gì và này nọ mọi người ạ. Sướng mà, mua xe mới sướng hơn mua xe cũ rất là nhiều. Mình được một con xe mà có thể bóc tem này và chỉ một mình mình sử dụng, nó vẫn hơn chứ, vẫn hơn là mình mua xe cũ nhiều. Tôi bới liên tuyên dài quá mọi người. Không nói về cái vấn đề xe mới hay xe cũ nữa mọi người nhá. Xe mới thì Vin con Lắc A này cũng chẳng có xe mới để mọi người mua nữa đâu, chỉ có xe cũ thôi. Thì bây giờ sau 3 năm rồi thì mọi người có nên mua xe cũ không? Nếu mà mọi người vượt qua được một số cái định kiến như là mua xe cũ này, hay là bây giờ ai còn mua con xe này nữa, đúng không? Thì mình có thể mua Lắc A đi cũng được. Mình nghĩ là VinFast vẫn đang rất là ổn, VinFast vẫn đang tăng trưởng rất đều. Năm nay cái công bố của VinFast là phải đạt cái kế hoạch giao 80.000 xe thì tăng trưởng vẫn tăng trưởng gấp đôi năm cũ. Thì mình nghĩ là VinFast sẽ vẫn ổn, vẫn trụ được và vẫn phải mình không biết là sau này VinFast như thế nào nhá, nhưng mà mình nghĩ là Vin họ rất là nhiều tiền, họ có thể
lấy từ rất là nhiều nguồn. Vin giàu lắm mọi người ạ. Vin nó rất là giàu. Mình nghĩ là tiêu cho VinFast 1-2 chục tỷ đô là bình thường. Đến khi đấy thì dự kiến mấy năm nữa thì Vin có lãi rồi thì lúc đấy thì ngon lành rồi mà. Nên là mọi người không nên suy nghĩ là sau này Vin nó vỡ nợ hay là Vin nó thế này thì kia. Mình thật sự này thấy mọi người cũng suy nghĩ tiêu cực hơi nhiều đấy. Rồi thì hôm nay vào cái vấn đề chính luôn mọi người nhá. Thì cái video này đó chính là mình muốn đánh giá cái vận hành sau 3 năm của con VinFast Lắc A này. Mình thì cũng sắp chia tay con Lắc A này rồi. Con Lắc A này thì cũng chỉ ngồi với mình một vài video nữa thôi. Mình thì cũng đang dự tính là mình sẽ chia tay Lắc A để mình mua VF9. Nhưng mà từ hôm thì mình cũng vẫn đắn đo khá là nhiều mọi người. Vẫn đắn đo xuống tiền ấy. Tại vì là thực sự là mình thì không nhiều tiền. Đấy, mình chỉ có đủ tiền thôi. Và mình vẫn còn rất là nhiều việc ấy. Nên là mình vẫn đang đắn đo mua là còn nên lấy VF9 hay không. Đấy, còn mình cũng vào hội VF9 khá lâu rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa quyết định mua xe. Tại vì thấy con Lắc A này nó chạy vẫn rất là ngon. Và có đâu phải là mình có mỗi con Lắc A này đâu. Thế nên là mình vẫn đang hơi bị ngưỡng ngự với mọi người. Mặc dù mình là hạng diamond của VinClub này. Xong rồi mình có cả suất mua của câu lạc của cán bộ nữa. Mình mua xe được giảm khá là nhiều đấy, nhưng mà mình vẫn đang phân vân, mà nói chung là cũng phân vân mọi người ạ. Ví dụ như anh em có 10 tỷ hay là có 7-8 tỷ mua thì thoải mái, còn như mình ít tiền nên là mình bỏ ra nhiều tiền để đổi xe. Tại vì bây giờ nhiều khi mình cũng chán thì đổi xe rồi đấy mọi người. Mình đổi xe nhiều quá nên là mình cũng chán rồi. Đấy, nên là mặc dù nhiều tiền đổi xe thì cũng thích, mà ví dụ như vợ nó cho tiền mua xe chẳng hạn thì sẽ rất là thích, nhưng mà chẳng ai cho tiền mua xe rồi. Nên là thì mình tiền của mình thì mình phải đắn đo, mình phải suy nghĩ thôi, đúng không? Đấy, anh em đi VF9 thì nếu có xe thì có thể cho mình trải nghiệm nữa nhé. Từ hôm mình vẫn chưa đi đăng ký lái thử VF9 được. Tại vì là mình hôm trước mình có đi bảo dưỡng con Lắc A đấy. Thì mình có đăng lên chưa nhỉ? Hình như là có đăng rồi. Mình có đăng ký lái thử luôn, nhưng mà bên đại lý họ không có xe lái thử mọi người ạ. Đợt này VF9 hot quá, kiểu giảm giá ấy, nên là bán hết, không còn xe nào cả, nên là không có xe để lái thử. Đấy, thì mình cũng đi ra Vincom, mình hỏi để đăng ký lái thử, nhưng mà cũng không được. Không có xe mọi người ạ, không có xe nào hết. Đấy, nên là mình cũng có bảo quay lại cho mọi người, nhưng mà không có xe lái thử, nên là không quay lại được. Anh em nào mà đi VF9 có xe thì có thể cho mình mượn, mình lái thử một chút để mình mua xe mọi người nhé. Đoạn này không mượn được con VF9 nào cả. Rồi thì dài quá mọi người ạ, dài hết cả nửa cái video rồi. Bây giờ mình sẽ đánh giá cái vận hành của con Lắc A này nhá. Rồi thì bắt đầu đây nào. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá cái vận hành của con Lắc A này cho mọi người nhá. Thì với cái chiều dài mà nó 5m như thế này ấy, thì thực sự là mọi người đi vào trong phố ấy, thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Tại vì nó dài và tìm chỗ đỗ xe thì nó hơi vất. Nhưng mà mình đi ở ngoài đường trường thì nó sẽ rất là ngon. Với cái động cơ mà 2.0 với kết hợp với cái hộp số 8 cấp này ấy, thì mọi người được cái gì? Mọi người được một cái hộp số nó rất là mượt mà. Khi mà mọi người kể cả đi ở giải tốc độ thấp này, giải tốc độ cao này,
thì nó sẽ rất là mượt mà đối với cái phân khúc này rồi nhá, cái phân khúc hạng D này thì thực sự là không thể nào mà kiếm được một con xe mà nó ngon hơn và nó mượt mà được như thế này đâu, thật sự là không tìm được mọi người ạ. Sau mấy năm rồi thì mình thấy con Lắc A này nó vẫn là một cái gì đấy sẽ được xếp vào một cái dạng như kiểu là huyền thoại trong cái phân khúc với mọi người. Nó vừa rẻ mà vừa ngon, sẽ không bao giờ có một con xe nào nó như thế này cả. Rồi mọi người cứ tìm mà xem, không có một con nào được nhiều option này, động cơ mạnh này, hộp số ngon này, khung gầm ngon này, kiểu dáng đẹp này, thiết kế nội thất đẹp hiện đại cổ điển này, lâu lỗi thời, thực sự là không có đâu mọi người. Đây, để mình ra cái cung đường này rồi, mình sẽ đạp thử cho mọi người lên xem nhá. Cái con này thì đối với mình nó sẽ rất là mượt. Bây giờ đang ở vận tốc là 20 km trên giờ. Đấy, mọi người thấy không? Nó lên rất là nhanh. Và cái hộp số của nó không bị đì quá là sâu. Ví dụ như con Mazda 3 nhá, con Mazda 3 thì vòng tua nó phải lên đến 5.000 mọi người ạ, gần 5.000. Đấy, còn như con này thì đối với mình thì vòng tua của nó chỉ lên hơn 2.000, gần 3.000 là nó đã đạt được cái mức tốc độ của mình mong muốn rồi. Đấy, và con xe này nhá, nó đổi lại thì nó được cái cách âm ngon. Người thấy cách âm ngon lắm mọi người ạ. Đi hầu như là không nghe thấy tiếng môi trường mấy đâu. Chỉ còn mấy cái hiệu còi kia các thứ thì đương nhiên là sẽ nghe thấy rồi, nhưng mà nó cách âm môi trường rất là tốt, cách âm môi trường tốt lắm mọi người ạ. Đấy, thì tổng quan lại cho mọi người, sau 3 năm thì mình được một con xe ngon. Đấy, thì sau 3 năm thì mình thấy VinFast vẫn là một cái gì đấy mà khung gầm thì ngon rồi, thân vỏ thì dày dặn ngon, không thể nào chê được nữa. Thế thôi mọi người ạ, vẫn đáng để mua, vẫn đáng để sử dụng và vẫn đáng để kỳ vọng VinFast sau này sẽ phát triển hơn, sau này mình sẽ có nhiều xe ngon để đi hơn mọi người ạ. Xe ngon này, rẻ này, và là xe của Việt Nam, xe của đất nước Việt Nam mình. Đấy, thì mình nghĩ là con Lắc A này khoảng tầm 5 năm nữa thì khoảng tầm 5 đến 10 năm nữa thì nó sẽ được xếp vào cái hàng mà huyền thoại trong tầm giá mọi người ạ. Vẫn đẹp, vẫn ngon và vẫn chạy vẫn rất là ok. Mọi người nhá, mọi người thấy beam nhá, beam mà sau tầm chục năm ấy nhìn nó già lắm, nhìn nó kiểu cũ lắm, nhưng mà Vin Vin VinFast nhá, con Lắc A này này, mình nghĩ sau 10 năm nữa với cái thiết kế hiện đại như thế này thì nó vẫn đẹp, vẫn vẫn rất gì và này nọ đấy. Rồi, video ở đây thì cũng khá là dài rồi. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo. Video tiếp theo thì sẽ quay về series của Mazda 3 nhé mọi người nhé. Bật mí cho mọi người, video sau thì sẽ quay về series của Mazda 3 luôn. Bây giờ thì mình phải đi mua một cốc cà phê đã, buổi sáng mà. Sáng thì mình phải mua một cốc cà phê xong mới làm việc được. Rồi, chào mọi người nhé. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nếu mà có gì thắc mắc hay là có một cái gì đấy sai sót, mọi người có thể comment ở bên dưới. Thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo. Bye bye.